Tin Hoa Kỳ, Tổng thống Trump thề sẽ phủ quyết mọi luật ủng hộ phá thai. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đã gây ngạc nhiên cho hàng ngàn người biểu tình chống phá thai được tổ chức tại Công viên Quốc gia ở Washington, DC khi đưa ra những bài phát biểu không có trong chương trình trong cuộc tuần hành phò sinh vào hôm thứ Sáu 18 tháng riêng. Phó Tổng thống Pence và vợ Karen Pence đã bước lên sân khấu trước những tiếng reo hò thích thú của đám đông những người phò sinh mang theo các bích chương và biểu ngữ chống phá thai phó tổng thống Pence kết luận diễn từ của mình bằng một bất ngờ thứ hai ông loan báo rằng tổng thống Trump đã nói chuyện trong cuộc tuần hành phò sinh năm ngoái qua một video năm nay một lần nữa đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu qua video của mình với những người tuần hành tổng thống Trump nói trong video của mình khi chúng ta nhìn vào mắt của một đứa trẻ sơ sinh, chúng ta thấy vẻ đẹp và tâm hồn con người và sự uy nghi trong kỳ công sáng tạo của Chúa. Chúng ta biết rằng mọi cuộc sống đều có ý nghĩa. Sau đó, ông liệt kê các hành động chống phá thai của chính quyền và thề sẽ phủ quyết bất cứ luật nào được thông qua bởi quốc hội giờ đây do đảng dân chủ kiểm soát nếu như luật ấy có thể phương hại đến chiến dịch ngăn chặn phá thai. Ông nói rằng ông đã ký một lá thư gửi cho quốc hội vào hôm thứ Sáu, tuyên bố ý định phủ quyết bất kỳ luật nào như vậy. Trích dẫn một đoạn kinh thánh trong sách tiên tri Jeremiah, Phó Tổng thống nói, hãy lắng nghe sự thật, trước khi cho người thành hình trong giả mẹ, ta đã biết ngươi, trước khi ngươi...